Các thân mến, như vậy là chúng ta vừa trải qua một ví dụ, đó là viết cấu hình E của ba nguyên tố natri, magie và nhôm với điện tích hạt nhân lần lượt là 11 cộng, 12 cộng và 13 cộng. Ngay sau đây, ví dụ tiếp theo sẽ hướng dẫn các em viết cấu hình electron của hai nguyên tố kim loại. Hai nguyên tố kim loại này thì thường là hai nguyên tố kim loại mà chúng ta cần phải lưu ý rất nhiều trong quá trình viết cấu hình electron. Đó chính là hãy viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố kim loại crom và nguyên tố đồng với điện tích hạt nhân là 24 cộng và 29 cộng. Được chưa nhỉ? Chúng ta chú ý như vậy. Vậy thì khi viết như thế này thì chúng ta vẫn phải nhớ đến các bước để chúng ta viết. Ví dụ như là thứ tự mức năng lượng chúng ta vẫn phải nhớ đúng không ạ? Chúng ta điền các E vào. Vậy bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em là viết crom và đồng nhé. Ví dụ, crom này. Crom thì sao ạ? 1S2, 2S2, 2P6. À, đến đây thì đã mất bao nhiêu rồi? Mất 10E, vẫn còn 14, còn nhiều đúng không ạ? Vậy chúng ta cứ mạnh tay, chúng ta cho là 3S2, 3P6 hết đi. Vậy thì 3S2 này, 3P6 đúng không? 3S2, 3P6. Vậy thì khi chúng ta tổng này vẫn là 18, như vậy vẫn có khả năng thêm được đúng không ạ? Vậy thêm là bao nhiêu nữa nhỉ? 4S2. Và 3P mấy? 3D mấy ạ? 3D4 như này. Đúng ạ? Khi chúng ta viết theo mức năng lượng như này chúng ta sẽ có đúng không? Theo mức năng lượng này nó sẽ có được cái cấu hình kiểu như này. Được chưa? Theo mức năng lượng thì cấu hình kiểu này. Nhá, chúng ta chú ý như vậy nhá. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ gặp lại một cái vấn đề như thế này. Đó chính là tại sao ở bên này chúng ta thấy là 4S nó nằm trước 3D? Bởi vì theo thứ tự mức năng lượng thì cái phân lớp 4S này so với 3D nó yếu hơn, nó nhỏ hơn nên là nó phải nằm bên trong. Nhưng khi mà electron được điền vào, đúng không ạ? Khi electron được điền vào thì lúc này nó lại có một cái sự sắp đặt lại cái thứ tự mức năng lượng. Khi chúng ta viết, chúng ta phải viết cái 4S này đổi chỗ cho cái 3D. Được chưa? 3D đi vào trong để nó hợp nhất hết tất cả các phân lớp của lớp thứ 3 lại. Vậy thì cấu hình này của chúng ta có thể viết là như thế nào? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D4 và 4S2 như thế này. Đấy, các em lưu ý nhé. Với các trường hợp mà có phân lớp 3D và phân lớp 4S, thì khi chúng ta điền electron theo đúng thứ tự phân mức năng lượng xong, thì chúng ta phải có một bước nữa, đó chính là hoán đổi vị.